Rồi, chào anh chị em các bạn. Sau khi bài trước mình đã cài đặt xong thành công cái SAM control và cái SAM control mình đã chạy khởi chạy được Apache và MapReduce rồi. Và tiếp theo video hôm nay hướng dẫn chị các bạn mình cài tiếp Wordpress lên cái SAM control này. Thì cái Wordpress trên là cái website của mình, để chạy được cái Wordpress thì mình phải có domain và hosting như cái bài lý thuyết mình nói. Thì domain hosting mình chưa có mua, mình chưa có nên không có chạy được Wordpress. Cho nên mình phải cài cái SAM này để giả lập cái domain hosting trên cái máy tính của mình để mình chạy được cái website của mình trên máy tính của mình. Đó. Thì cái SAM của mình sẽ cần có hệ điều Apache và MySQL. Rồi. Vậy mình sẽ vô đồ website lên nên mình sẽ tải ha. Tải cái web về. À, mình vô Google, mình gõ một web .org đây, vô đây. Rồi sau đó mình sẽ tải cái một web đây. Rồi sau đó mình download về. Download. Download một web. Mình để ở đâu? Đây tôi để ở rất sự tập không nhé. Dạ, dạ. Rồi sau khi mình có một web rồi, tiến hành mình sẽ tiến hành cài đặt nha. Các bước chuẩn bị để cài đặt một web thì nó rồi mình sẽ khởi chạy cái Apache MapReduce. Sau khi chạy thành công thì cái bọt này nó sẽ lên số bọt Apache 80443 và cái bọt mới là 3306 nó lên bọt vậy nhé. Ok, thành công. Còn nếu mình chưa chạy được đó, là mình phải tìm cách sửa để không chạy được. Đó. Cái thứ hai mình cần cái thứ hai là một cái là cái database, cái cơ sở dữ liệu để khi mà phục rất cài đặt sẽ đổ những cái thông tin dữ liệu vô đó. Thì ở đây mình sẽ tạo một cái cơ sở dữ liệu nha. Mình sẽ bấm vô admin thứ hai đây, một cái cơ sở dữ liệu trước, bấm vô cơ sở dữ liệu. Như đây tiếng Anh thì đây là database này, tiếng Việt cơ sở dữ liệu nha. Ở đây mình sẽ tạo cơ sở dữ liệu tên là ví dụ như là WordPress DB, DB WordPress cũng được nha. DB hoặc đặt gì đó tùy theo mình thích, mình đặt tên gì cũng được, mình đặt bao nhiêu mà dữ liệu giống mình đặt theo đây tôi đặt là WordPress đây, WordPress nha. Rồi DB ví dụ như ở đây là nhiệt độ là UK F8 UKF8 University nha. UKF8 UKF8 University UKF8 đây mình chọn UKF8 University đây. Đó. Rồi tạo. Thì tạo được cái tên này mình nhớ nha. Nhớ cái tên này, cái tên anh em này nè. Anh em mà cái dữ liệu mình nhớ. Rồi cái thứ hai nữa là cái sụp WordPress mình cần chuẩn bị là cái sụp WordPress mình tải về đây, sụp về đây mình tải về được cái sụp này, nãy vô mình tải mình sẽ copy cái sụp WordPress này mình mở sang control lên, nếu ở đây mình không có thì mình coi dưới này, ở dưới nằm dưới đây nè, còn đây không thấy nữa, ví dụ đây mà không mất tiêu nè, không thấy nữa thì ví dụ đây không có mất tiêu luôn. Đây mất tiêu luôn, mục tiêu ở đây thì ở đây mình sẽ mở bằng cách mình coi ở màn hình desktop mình có không, có biểu tượng sao mình cho đây không, không có luôn á thì mình vô cái thư mục C này, vô đúng ở chỗ mình cài nãy là SAM nè. Đó, ở đây có một cái chỗ là SAM control nè, còn nó đây nó ra cũng ra giống vậy nè. Rồi sau bấm vô nút Explore đây, mình nãy mình chép cái sụp bây giờ copy cái sụp một web rồi mình dán cái sụp web đây nhé, vô đây cái sụp web này em đau về ở cái thư mục download mở đây, và sau đó đây mình rất phải nè chắc nghe như nãy luôn à. Tôi có thư mục một web đây đúng không, giải nén mà giải nén mới được, còn không giải nén thì không thấy cái sụp ở đâu,
chỗ đây mình sửa lại tên thành tên của mình đi, cái tên như mình như là học một phép đi, tên đi học. Rồi, tới mục này đây. Rồi bây giờ sau khi mình chuẩn bị xong ha, là mình mới tiến hành đi cài đặt. Nè, chuẩn bị. Rồi tóm tắt lại cái phần chuẩn bị mình đang có. Thứ nhất là SAM được cài đặt. Apache MQL khởi động. Khởi động thì nó báo hiệu nào? Cái bọt này nó lên số, bọt này lên số. Một chỗ này cái nút tạc đó, nút khởi động đó là nó thành nút stop. Mình khởi động xong. Cái thứ hai là mình mới có là cái suộc của web mình tải về. Cái suộc của web mình tải về, sau khi mình tải về xong rồi mình copy vô cái mục là cái chỗ mình là cài SAM, mình cài SAM E thì E SAM HTTP OC, C SAM HTTP OD là D SAM HTTP. Còn không biết thì mình vô bấm Explore đây à. Nó tự động nó dẫn vô chỗ đó luôn, dẫn vô cái chỗ SAM luôn là mình mở chính xác là như thế và chính xác luôn đó. Rồi mình sẽ dán cái suộc web vô đây, rồi sau đó mình mới giải nén ra và đổi tên thành thư mục học một web. Cái chỗ này mình có thể bỏ đi được luôn, không cần thiết, mình lấy được thư mục này rồi. Và cái chuẩn bị thứ ba mình cần có là cơ sở dữ liệu để lúc mình cài đặt. Cơ sở dữ liệu của mình chính là cái chỗ MySQL này mình sẽ tạo ở cái sao mình cho này, mở sao mình cho này lên có một admin và mình tạo cho mình một cơ sở dữ liệu. Mình tại đây mình tạo là một web db vô cơ sở dữ liệu này. Mình tạo tên là UT F8 University, chỗ này UT F8 University. Và mình tạo cái tên là một web, mình có đủ điều kiện rồi nha. Giờ phải tiến hành cài. Tiến hành cài mình chạy chạy cái đường dẫn domain của mình là localhost nha. HTTP 2.localhost cái tên thư mục nằm trong cái tài đọc, mình nhảy trong cái đó của mình đây nè. Đóng mình tên này mình giải nén ra, mình đặt tên là gì mình nhớ, mình đây mình lấy tên này cái ngày viết liền nha, viết liền không giấu cho dễ. Cái tên thứ một là tên gì, tên này lên học một web thì nghe chỗ này là http 2.localhost/web như vậy đó. Và enter thì nó mới ra cái phần cài đặt cho mình. Mình chờ tí nha. Nó ra ra đây, mình chọn đây, mình chọn tiếng Việt luôn đi, tiếng Việt luôn. Rồi, tiếp tục chọn tiếng Anh cũng được, đây chọn tiếng Việt luôn. Rồi ở đây mình đã nói chào mình đầu tiên mình chọn tên database mình có rồi ha, tài khoản mật khẩu địa chỉ cái dữ liệu đó, cái này những cái cần thiết đó mình cài. Đây mình có được cái nào rồi, tên database mình có rồi, tài khoản database mật khẩu database chưa có đúng không, rồi rồi gì địa chỉ với chủ mình chưa có luôn, tiền tố đó, thực hiện. Bây giờ ở đây tên database mình có rồi, là cái tên bên này tên này tên gì mình tạo không, tên này chưa có gì hết, bấm vô đâu có gì đâu, không có dữ liệu vô trong này, nên mình lấy cái tên này copy nó vào tên C và đây dán vô đây. Đấy, tên người dùng là cái tên để mà kết nối vô cơ sở dữ liệu, kết nối vô đây. Khi mà muốn đưa dữ liệu vô đây thì cần có một cái tên, thì mặc định SAM mặc định là tên root, cái này mặc định nha. Hỏi tại tại sao root, tại vì quy định của SAM là root, mật khẩu chống quy định của SAM là chống luôn. Mình muốn mình xài phần mềm khác hay mình xài Kotlin hay mình xài VBS thì người ta có những cái quy định khác, thì mình lấy những cái đó mình bỏ vô. Tại hết là luôn 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 có, lúc nào cũng vậy, luôn 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 có. Bởi tiền tố dữ liệu thì cái này mặc định đã thế, mình có thể sửa lại cũng được. Đây mình sửa lại là không, một phép như vậy cũng được. Luôn luôn phải có dấu dấu ship trừ phía sau nha, để mặc định chạy vẫn được nha. Rồi như cái này rồi xong mới gửi đi, nhập đúng rồi mới gửi đi. Bắt đầu cài đặt. Rồi tên có sai mà cái gì, có sai mình là học WordPress. Tên người dùng là gì, tên người dùng là cái tên để sau này mình đăng nhập vô quản trị cơ sở, quản trị website, nghĩa là mình đăng bài nè, post bài nè, đăng bài là đăng cái bài lý tin tức nè, post bài đăng sản phẩm, quản lý đơn hàng, tạo người dùng, rồi cài thêm lúc dinh của các thứ trên cái một web này, thì mình sẽ lấy cái tên này để mình đăng nhập vô nha. Có cái tên này mình sau này mình mới là đăng sản phẩm lên, đăng giá sản phẩm lên, up thông tin sản phẩm, up top hình ảnh lên trên website của mình đó. Thì cái tên này là mình sẽ lấy cái tên
khẩu. Mật khẩu đây mình sẽ đặt mật khẩu. Ở đây tôi đang thích đặt của tôi đặt mật khẩu đơn giản nha. Rồi, nếu mình đặt mật khẩu đơn giản, chỗ này mình phải xác nhận, chấp nhận mật khẩu yếu. Nha, email. Đấy. Rồi cài đặt. Như quan trọng là chỗ tên người dùng mật khẩu phải nhớ nha. Mới cài đặt. Mình đặt đến về nó hỏi nhớ mật khẩu mình không còn nghe. Rồi đăng nhập vô, rồi bấm đăng nhập vô thì đăng nhập bằng cái tài khoản và vào mật khẩu thôi, vừa cài đặt xong nghe. Ở đây nhớ luôn nghe, đây nhớ luôn mình phải đó, bấm vô rồi lại đăng nhập vô nghe. Rồi bây giờ mình review xem trang web của mình ở đây đó. Vừa làm xong trong web phía đây để đăng xuất đi, ví dụ đăng xuất ra ngoài đi ha. Rồi bây giờ mình vô trong web của mình đi, trong web của mình mọi người vô là nó dạy đơn giản. Bây giờ muốn đăng nhập vô thì làm sao, thì trên WordPress ấy mình nó cho mình đăng nhập vô một cái trang quản trị. Trang này là trang người dùng, trang người dùng mà người là khách hàng vô website mình xem thông tin sản phẩm bài viết hoặc là xem những cái hình ảnh gì đó thôi mà mình truyền tải cho khách hàng. Nhưng khách hàng không có quyền sửa chữa, cũng không có quyền thay đổi, không có quyền đăng một cái bài viết ở đây. Chỉ có người quản trị là mình, là người tạo ra website hoặc là người tạo ra website cung cấp cho mình cái quyền để mình vô mình chỉnh sửa, upload bài viết. Thì để được, để vô đó upload bài viết được thì mình phải có một cái đường dẫn để vô. Thì đường dẫn đó chính là WP gạch admin đó, thêm phía sau đuôi đó. Thì cái trang web của mình là localhost của web và thêm vô WP admin đó, enter mới dẫn tới đây, dẫn đây mới đăng nhập vào cái tài khoản mà mình lúc mình cài đặt á, để mình cài đặt cái tài khoản lúc mình cài đặt WordPress thì cái tài khoản đó mình nhớ là mình đăng nhập vô đó, mình nhập được đúng không, mình sao sang mật khẩu thôi đó, mình nhập vô mới vô đó. Thì cái trang web của mình sẽ có hai phần, cái phần là những trang một phần phong bay đó, phong bay đây là cái trang để cho người dùng, khách hàng vô xem tin tức, xem sản phẩm, xem những cái nội dung mà mình truyền tải mình viết. Còn trang này trang quản trị, mình muốn viết bài hay muốn đăng hình hay muốn phân trang hay muốn quản lý những comment hay quản lý đơn hàng trên cái trang này. Cái trang này muốn vô được phải có thông tin tài khoản đăng nhập và có phân quyền, quyền admin, quyền cao nhất vô được hết tất cả các menu module. Còn quyền thấp hơn tùy theo mình phân quyền sao. Đó, đó là vừa xong cái vấn đề là cài đặt WordPress trên SAM, trên SAM ha, SAM chính là cái phần mềm giả lập hosting domain trên máy tính cá nhân của mình. Đó, rồi kết thúc cái video đây, hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo.